Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du Lịch Lai Châu và mình là Trần Huỳnh. Hôm nay thì mình đang có mặt tại nhà hàng Sapa TV các bạn ạ, ngày đầu tiên của năm mới luôn. Và người đứng cạnh mình đây là anh Tài các bạn nhé, tổng quản lý của nhà hàng Sapa TV. Hôm nay thì cũng nhận một cái kèo của anh Tài mời sang là dự đón năm mới tổng kết cùng với anh em nhà hàng. Thì hôm nay không biết là anh Tài là chương trình là như nào nhỉ? Anh chào anh ạ. Lời tiên cho phép anh được thay mặt tất cả anh em nhân viên nhà hàng Sapa TV chúc Huỳnh sang năm 2024 gặp hái được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như mang phết của vẻ đẹp Lai Châu. Dạ. Luôn luôn xúc tiến du lịch cho Lai Châu ngày càng lớn mạnh hơn mình nhé. Dạ. Hôm nay thì nhà hàng Sapa TV cũng là một bữa tiệc nhỏ nhỏ để tổ chức cho các bạn một năm tổng kết một năm 2023 vừa qua. Dạ. Đấy, thành công tốt đẹp để mở ra chương trình năm 2024 để thành công rực rỡ nữa. Thì là như mấy hôm vừa rồi nghỉ lễ nhà hàng mình là có đông khách anh, ngày nào cũng full hết, đau mỏi hết chân rồi anh em rồi. Anh em nếu mà lên Sapa du lịch thì có thể là ghé qua nhà hàng Sapa TV tại địa chỉ 019 Hồ Bán Thụ các bạn nhá. Số điện thoại hotline là bao nhiêu anh ạ? 056 345 6789 để bàn bên nhà hàng Sapa TV mọi người nhá. Còn đây là khuôn viên của nhà hàng các bạn này, tòa cung điện gọi là nguy nga. Thực ra thì hôm nay là ngày 1/1 các bạn ạ. Hiện tại thì bây giờ là 10 giờ rồi. Thì hôm nay là cũng là bữa tổng kết của anh em nhân viên các thứ. Thì thực ra là anh Hải hôm nay thì rất là bận, cũng đi đám cưới Hải Idol rồi là đi Quảng Trị cắt đao các thứ. Thì anh chị là cũng không có nhà nhưng mà mình thì cũng hay sang đây chơi thì mình hay quay cho bạn xem. Giờ anh mời Huỳnh lên kia để xem hôm nay nhân viên nhà anh tổng kết ăn món gì Huỳnh nhá. Dạ. Mời các bạn đi theo mình nào. Nhà mình tổng bao nhiêu nhân viên anh ạ? Anh tất tật cả quản lý rồi tổng quản lý hay là 52 người. 52 người. 52 người nhưng mà em thấy là nhiều em đây là cũng là người đồng bào các thứ đúng không? Đa số là chiếm đến 80%. 80% là người đồng bào. Người đông nhất là người Dao. Người Dao. Người Dao có người Mông chưa anh? Mông có bạn. Đây là khuôn viên của tầng 1 các bạn này. Thực ra thì cũng có rất nhiều video quay để giới thiệu về nhà hàng rồi nhưng mà hôm nay thì mình mới có thời gian để quay chi tiết hơn với các bạn về gọi là cuộc sống ở bên ngoài của anh em ở nhà hàng xem như nào. Thực ra thì cũng muốn chia sẻ thêm về bộ xa nhà hàng mình nhá. Ô em ơi, từ hãng gửi nhạc nhá, không là dở đấy. Chào các em nhá. Hôm nay là ăn món gì đấy anh? Vitamin Go Go của nhá. Vitamin Go Go ạ. Đây. Nhưng mà hôm nay là chắc là con này phải bao nhiêu cân đây? Con này anh làm 4 mâm. 4 mâm. 4 mâm ăn vitamin Go Go, mâm là ăn thập cẩm. Thì có nhiều bạn là không ăn được con Go Go này. Thực ra thì mấy bữa trước mình quay một video về đời sống chia sẻ anh em đây các bạn. Thì cuộc sống ở đây mình thấy là anh em là cũng vui. Anh em thấy làm việc ở Sapa TV như nào? Nói thật lòng. Vui, người đời chết. Hôm nọ là chơi trò bốc thăm ấy nhỉ? Tối nay có không anh? Có chứ, hôm nay thì đây thì hơn bốc thăm anh nhá. Chương trình là trao quà cho các bạn. Nói chung là hôm nay cũng có lì xì cho các em cũng như là mình có vui vui một tí nhỉ? Có chứ, mọi người nhìn anh em nhìn lẩu chó này. Uy tín chưa? Nói thật các bạn là lẩu chó các bạn nhá. Và thực ra thì mình không biết là đăng video nên thì có ai nói mình thì không nhưng mà mình nghĩ trong đời lẩu chó thì có hai loại, một loại chó nuôi, một loại chó thịt các bạn ạ. Chính đặc biệt nhất là anh chứ Huỳnh nhỉ, các bạn là nhân viên của anh đang xem cái gì của Huỳnh đúng không? Hôm nay thì giới thiệu với các bạn là mình cũng nhận nhiệm vụ của bên địa phương mình các bạn ạ. Nói thật là lý do là hôm nay là địa phương là cũng trao giấy khen cho anh Hải cũng như là mấy anh em YouTuber ở đây. Ở đây thì mình thì cũng bạn phép là mình để chỗ này để cho mọi người biết. Đây, em lại gần đây cho mọi người xem. Trong cái công tác gọi là truyền thông năm 2023 thì anh Hải cũng là một trong những người đóng góp rất là nhiều cho huyện Than Uyên, Lai Châu cũng như một số những bước khác. Thì hôm nay là cũng xếp cử em sang gửi tặng bà khen giấy khen anh Hải. Anh xin phép được đại diện dạ. Cho anh Hải cảm ơn tất cả các lãnh đạo của huyện Than Uyên cũng như lãnh đạo của tỉnh Lai Châu dạ. Đã có một chút động viên cho anh Hải. Dạ. Thì tí nữa thì anh có một ly rượu mời Dương Huỳnh nhé. Dạ vâng, ok anh, xin anh. Huỳnh rất nhiều. Dạ, dạ. Thực ra thì đối với mình thì anh Hải cũng là một người anh các bạn ạ, cũng luôn là một người gọi là đưa mình vào nghề, cũng là luôn luôn hỗ trợ các thứ, dìu dắt mình trong những cái bước đường gọi là quảng bá về du lịch ở trên địa phương.
thì thực ra là anh em mình cũng gần nhau mà, từ Lai Châu sang Sapa có 7-6 cây thôi nên là mình đi cũng nhanh rồi mà. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu đi du lịch Sapa Lai Châu thì có thể liên hệ mình. Ăn uống thì liên hệ anh Tài với cái khách sạn các thứ, phòng nghỉ, cả xe nữa đúng không anh? Anh đủ hết, từ xe dịch vụ, từ xe 4 chỗ, 6 chỗ, 16 chỗ, tất cả xin lỗi nhá. Đấy thì đặc biệt nhất là nhà anh có cả nhà nghỉ. Nhà nghỉ. Ăn uống xong thì mình về nhà nghỉ. Đấy thì các bạn liên hệ với anh Tài các bạn nhá. Qua số hotline nhà hàng luôn nhỉ. 056 356789 ạ. Còn bây giờ thì đây là mâm thập cẩm đây đúng không? Đây. Các bạn đây có những bạn là không ăn được. À, cá với lại gà với lại cá gà lộc thập cẩm. Thập cẩm luôn. Thế là nhà hàng mình là Nam đông hơn hay Nữ đông hơn anh? Nam đông hơn. À Nam đông hơn. À. Thì nhà hàng này thì đa số các bạn nam là nhiều. Các bạn nữ chỉ làm ở trung tâm. Nhưng mà cái lồi lẩu này đúng là hấp dẫn thật đấy. Thơm nước mũi luôn. Đây nha. Nhưng mà cái này chắc phải lắm chứ anh. Ôi dồi ôi. Đúng phong cách anh Hải luôn, miếng to luôn. Ý anh là cho em xin ít chẩm chéo em chấm đã nhá. Có rồi dạ. Cho anh xin bắt chẩm chéo này em ơi. Đó ôi. Thơm lắm anh em ạ. Toàn thịt luôn. Nhưng mà cái điều mà em thấy vui nhất anh ạ là mình tạo được cái giá trị cho công an việc làm cho con em đồng bào ở đây. Nhiều, đa số ở đây là chiếm đến 90% là các bạn đều ở xã vùng dạ. cao, huyện vùng cao của không những tỉnh Lào Cai mà cho tỉnh Yên Bái rồi tỉnh Lai Châu. Ở bên Lai Châu em có mấy bạn. Hôm nay thì chạy xa hơi muộn các bạn, nếu không chạy nhanh là cũng gặp được anh Triệu Phiên Tây Bắc anh An rồi. Nhưng mà mấy hôm nữa thì anh em mình sẽ hợp gọi là hợp nhau tại đây. Còn đón bếp trên bản cũng như là anh An lên. Chắc anh tầm tuần nữa. À vâng. Thế anh An bảo vậy. Dạ dạ. Yeah. Thì các bạn chuẩn bị vào mâm mình nhá. Anh em thấy ăn uống ở nhà hàng uy tín không? Lại hay lắm. Nói chung là mình làm hết sức và cho hết mình thôi. Nhưng mà tạo điều kiện cho các em thì là tốt. Dạ. Anh An mình ơi! Lời đầu tiên cho Tài xin gửi tới lời chúc tất cả anh em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhất. Được sự ủy quyền của anh Hải Sapa TV cũng như chị Tuyên thì Tài hôm nay đứng tại trên cuộc sân khấu này cũng có đôi lời thực sự với mọi người một chút. Năm 2023 vừa qua, 2024 cũng đã mở ra rồi đúng không ạ? Một năm qua với sự đóng góp công sức tất cả anh em nhân viên chức của nhà hàng Sapa TV cũng như cảm ơn anh đã dìu dắt đưa nhà hàng Sapa TV đến thành công ngày hôm nay. Tôi rất cảm ơn anh. Ok nhá, ok. Sau là năm 2023 đã khép lại rồi, nhà hàng Sapa TV cũng đã đạt được rất nhiều thành công, trong đó không thể thiếu được sự ủng hộ của các vị khách hàng, các quý vị khách hàng trên mọi miền tổ quốc, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Sự tình tương nào cũng phải trải qua những đắng cay ngọt ngào của cuộc sống. Để đến ngày hôm nay, Sapa TV cũng như nhà hàng Sapa TV được mạnh được như này cũng là nhờ công của tất cả anh chị em nhân viên nhà hàng và sự điều hành của tất cả các bác quản lý trong nhà hàng. Hôm nay nhà cũng là một bước tiệc nho nhỏ để cảm ơn chiêm tới tất cả các anh chị em từ các bạn vừa mới vào đến các bạn đã làm đồng hành cùng Sapa TV được 2 năm rồi. Với sự công hiến đó thì hôm nay nhà hàng cũng có một chút quà để gửi tặng tới các bạn. Chúc tất cả các bạn sau năm 2024 luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng nhà hàng Sapa TV cũng như ủng hộ cho đài. Xin một tràng pháo tay được không ạ? Đầu tiên là anh xin phép được mời các bạn quản lý trước nhỉ? Hồng Anh và Quý Đông. Quý Đông nhỉ? Ngoài Đông nhỉ? Thế thì Thu Nhung nhận đi. Nhưng mà chỉ nhận cho phần của em thôi nhá, còn phần của quản lý này thì anh cầm. Đây ghi ấy đi anh. Đấy các bạn, đây là màn gọi là trao những phần quà đầu năm để cho tiếp thêm động lực cho anh em. Thì ở đây là trao theo từng bộ phận đúng không anh? Đúng rồi. Đây là quản lý các bạn ạ, là Ngọc Anh này. Cảm ơn Ngọc Anh nhá, anh cố gắng lên đấy nhá. Anh chỉ mong là Ngọc Anh vươn cao vươn xa nhá. Vì
thời gian sắp tới anh Hải cũng sẽ mở những chi nhánh của nhà hàng Sony không những ở Sài Gòn này, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, còn ra rất nhiều những thành lớn của Việt Nam nữa. Anh mong rằng là anh sẽ luôn cố gắng để có thể đi trên bước đường cùng Sony xa hơn nữa. Cảm ơn em. Vỗ tay nào. Tập nhỉ. Cùi thảo. Bạn trưởng bạn bạn đâu thu đâu là hoa sông nhỉ, cảm ơn tất cả các anh nhé. Một năm vừa qua bạn đã rất nỗ lực cố gắng, mong rằng 2024 các bạn sẽ đạt được những thành tựu có cao hơn nữa, và không phải ở vị trí trực tầng đấy đâu, mà lên các chức vụ quản lý. Cả nhà chúng ta báo tay nha. Bây giờ thì cũng đến giờ mà anh em vào tiệc để nhậu thôi. Vừa xong thì các bạn xem cái phần trao quà của nhà hàng đấy, thì nhà hàng cũng luôn luôn chú đáo với anh em. Mà bây giờ thì các bạn thấy là không khí đây đã rất vui nhộn rồi, nhưng mà anh em mình thưởng thức thôi nhỉ. Thực ra lấy nhìn thấy anh em lên như những thưởng thưởng này, anh em là phấn khởi. Và các bạn là anh là có cái nhà hàng vô tài hơn. Dạ. Anh mở cái ở Hồ Chí Minh hay Sài Gòn hàng năm thì cho em đi thì cùng đi nhé. Anh em ơi, 2 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
cá suối mẹ nóng các bạn nhá. Đây mời anh em. Có mắm tôm với chẩm chéo luôn các bạn. Đây. Là một tí chẩm chéo chấm lên một tí mắm tôm. Chọn đi cả đôi đường. Ăn cái này đấy. Bên này là khu vực anh em bếp bạn đang giao lưu. Một tí mình cũng phải đi. Làm tí thông má đấy. Là cảm giác đi về Sapa TV hiểu về nhà ấy. Đúng không? Đúng rồi, anh Đường Lê Thị Thư. Là tất cả bạn đây còn bạn trẻ đều có gia đình cả. Tết này là Tết đoàn viên đúng không? Như anh em vì mình thương mình áo và đi xa thôi. Dạ. Bên nào mình rất còn đúng cả chia sẻ với các bạn cái điều đó. Thật ra thì thi thoảng mình phải làm cuộc vui này cho các bạn cảm thấy ấm áp nhiều tăng cảm mình. Em thực sự ở đây nhưng mà thì cảm anh em là đấy thấy mọi người như thế là mình cũng rất là vui anh em. Nhưng mà này cho thay ga anh của Song Minh đâu đây để em lấy cái thay ga. Thay ga à Thảo ơi lấy bình ga với. Nhưng mà đây thì cho anh Quý làm rất là ngon các bạn nhé. Hello cả nhà các em, ta đang là tìm bí bao. Tìm bí bao em ơi, tìm bí bao chào anh nữa. À, chào anh nha, anh văn thế nha, em mời dùng nước đây. Tờ, ta đang tìm bí bao nha. Đang cùng tỉnh ra hai chương trình. Bên kia có bạn làm chó anh dùng mình có mà. Sao mọi người lại?
tuần chứ, báo cháu em. Ngày mai là chủ ở vợ cả tuần đúng không anh? Chủ ở chỉ bao cáo đầu. Nhưng mà em nhìn như người đồng bào là không là bạn người dân ở đây. Em là người Dao đấy. Người Dao mà giỏi lắm. Có vẻ nhà nó đẹp luôn. Thế là cũng mình cũng sau đây cũng hơi hẹn hỏi anh em bạn về để phát triển kinh tế rồi là có chút động viên cho anh em đó. Thấy quà anh đâu? Quà em đâu? Đâu nhỉ? Đấy. Quà em đâu? Đâu nhỉ? Mình là em út nên bao giờ mình cũng có quyền đòi hỏi nhá. Quà em không? Quà lắm. Quà em đâu? Quà lắm. Thực ra là em có nhiều quà mà hôm nay là quà em chia sẻ với. Nói chung là câu chuyện đùa thôi, còn mình sống anh em mình sống với nhau là tình cảm. Anh em mình chỉ cần gặp nhau, chào nhau yêu thương người này, cái bàn tay này, đấy là những phần quà nhất của bao giờ đúng không? Ba anh em riêng, chúng mình mới này. Những ngày mà có mọi thứ nhá. Vô nào, 2, 3, vô. Thì thứ nhất là hôm nay mình được ngồi với trai đẹp Áo Huỳnh, nhưng mà được cái là mình thấy Áo Huỳnh rất là người dễ thương. Ok. Đây là một người nước rồi nhá. Sau đấy là cũng mời các anh em vào rượu chung với mình luôn. Anh này dùng đi. Dạ, vô. Mời anh em, mời vô, vô. Dạ. Wow, mời anh em nhá. Mời đây em. Cho anh em rất là ổn các bạn ạ. Đây là cũng tranh thủ để chia sẻ và biết về cái vị trí mà mình làm. Còn khả năng là nếu bạn thấy cái clip này hay thì nhớ là share và ủng hộ anh mình gọi nhá. Tại vì là tại vì cái TikTok của anh Tài với anh Hoài An TV và fanpage của nhà hàng Sapa TV các bạn nhé. Mọi người thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.